Bây giờ mình sẽ quay những cái cuồng máy để sử dụng để kéo những con tàu nhựa, những con tàu nhựa đằng xe kia, những con tàu gỗ, những tàu này, những cuồng máy để kéo những con tàu to lớn với trọng tải hơn 150 tấn lên cho mọi người xem những cái cuồng máy này nó sức mạnh cỡ nào nha. Đây hai con cáp cộng nào bự đây. Đây con cáp này phi bao nhiêu nè? Phi này chắc phi còn 26 nha. Cọng cáp này tầm phi 26. Hai cọng cáp, còn bên này hình như to hơn hay sao á. Còn này hình như phi 30 hay 32 gì đó. Đây là những cái cuồng máy đã sử dụng kéo những con tàu lên, những cái banh răng rất là lớn. Đây có hộp số. Những cái cuồng máy bánh răng này được vận hành bằng một motor. Motor này lên phim thì có lẽ mọi người nhìn thì hơi nhỏ, nhưng mà những cái motor này rất là lớn, to hơn cái thùng phi. Motor này to hơn cái thùng phi nha mọi người. Motor này được quay bằng nguồn điện ba khoa và truyền qua hộp số. Hộp số đi qua tới bánh răng nhỏ này. Những cái bánh răng nhỏ này sẽ vận hành cái bánh răng lớn này. Đây mình đang quay cái nhà mà vận hành cái cổ máy để kéo những con tàu lên. Đây là hệ thống dây điện. Ở đây mình thấy có ba cái bộ đàm, ba bộ đàm và hệ thống đèn pin. Bởi vì cái cuồng máy này vận hành một cái đường ray kéo tàu rất là xa, từ trong cuồng máy này đến đến ngoài bực sông, ra ngoài bực sông để đưa những con tàu từ ở trên độ xuống nước. Thì khoảng cách xa nhất từ cuồng máy đến bực nước thì nó phải hơn 500 mét. Bởi vì qua một lớp tàu này đến những lớp tàu tiếp theo thì còn một cái khoảng cách rất là xa từ phía cuối của những con tàu đi ra ngoài bực sông, rất là xa. Bên này có một cuồng máy nữa, có thể là những con tàu lớn thì người ta sẽ sử dụng hai cổ máy. Bên này vẫn có một motor điện, một motor điện và vận hành qua hộp số. Ở đây mình thấy có một sợi dây xích, một sợi dây sên rất là lớn, to hơn ngón tay của mình, to gấp đôi ngón tay của mình. Như sợi dây sên này được mắc vào trong những cái bánh răng này để vận hành cái cổ máy, nhưng mà hình như là làm chưa hoàn thành, hoặc là cũng có thể là họ làm những cái bánh xe này kết hợp với sợi dây sên đã cùng chịu lực. Mình chỉ quay tổng thể dàn máy cho mọi người xem, chứ mình cũng không rành về cách vận hành của cái cổ máy này như thế nào. Thì mình cũng đã đi kéo ghe rất là nhiều nơi, từ Bình Định cho đến những cái cảng, những cái ụ tàu khác. Nhưng mà đây là một cái ụ tàu rất là lớn tại Phú Yên. Ụ tàu này thì mới bắt đầu đi vào hoạt động vào đầu năm 2019. Đây là một ụ tàu với nguồn vốn của nghị định nhà nước cho vay. Một trong những cái ụ tàu mà mình theo cảm nhận của riêng mình, đây là có thể là một trong những cái ụ tàu mà kéo những con tàu gỗ đánh bắt, có thể gọi là những cái ụ tàu mà phục vụ những con tàu của ngư dân lớn nhất cả nước, nằm trong số những cái ụ tàu mà phục vụ những con tàu đánh bắt của ngư dân lớn nhất cả nước. Còn những cái bến cảng, những cái điểm mà sửa chữa tàu thuyền
và những con tàu sắt, những con tàu hàng, những con tàu biển thì mình không có tính. Mình chỉ tính những cái ụ tàu mà phục vụ cho bà con ngư dân đi đánh bắt. Thì đây có lẽ là một cái ụ tàu nằm trong số những cái ụ tàu lớn nhất cả nước, với một cái hệ thống những cái cuồng máy, cùng với một cái bến bãi rất là rộng, đủ công sức đỡ chứa khoảng 100 tàu. Đây, toàn bộ nhà vận hành những cái cỗ máy. Ở đây có hai bình chữa cháy, rất là an toàn. Hệ thống dây điện cũng mới đi vào hoạt động, nên dây điện còn nằm ngay trên chỗ này, dây điện còn nằm ở đây, chưa hoàn thành. Chúng ta thấy là có nhiều cái chi tiết để phục vụ cho việc cái cỗ máy kéo tàu này, để vận hành cái cỗ máy này vẫn còn nằm ngổn ngang. Đây là hệ thống điện. Ở đây hệ thống điện, những bảng tắp lô đồng hồ. Mình đã đi các cái ụ tàu từ Bình Định đến từ Quy Nhơn Bình Định đến các cái ụ tàu khác của Phú Yên, các cái ụ tàu ở Nha Trang, ụ tàu ở Cam Ranh, ụ tàu ở Cà Ná, ụ tàu Phan Thiết và một số cái ụ tàu ở miền Nam. Mình cũng có đi biển và mình vào, nhưng mà mình chưa có quay lại những cái ụ tàu đó. Nhưng mà theo qua những cái đợt trải nghiệm mà mình đã đi thì đây là một cái ụ tàu mà nằm trong top những cái ụ tàu lớn nhất cả nước và phục vụ cho những cái con tàu đánh bắt của bà con ngư dân. Đây. Ở đây mình thấy là đường ray này có 3 đường ray. Những cái ụ tàu khác thì mình thấy 2 đường ray, nhưng mà ở ụ tàu này mình thấy tới 3 đường ray lần mọi người. Đây là những cái hạng mục, những cái công trình nằm phía bên trong của ụ kéo tàu. Một ụ kéo tàu rất là lớn. Mình không biết cái ụ kéo tàu này nó rộng tầm bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ là nó kéo được khoảng gần 100 chiếc ghe, cùng với các cái tàu ké công suất lớn. Ụ này kéo có 100 chiếc không ta? Ụ này chắc kéo ghe nhỏ nhỏ như chiếc ghe ở đằng kia là kéo chắc là hơn 100 chiếc. Đường ray sử dụng sợi dây cáp dùng để kéo những cái con tàu lớn là Q36. Dây này khoảng 336 hay 34 đây. Để dây này lấy nhĩ dây ngon nè. Ai muốn nhảy dây thì mình xin khúc ở cái ụ tàu này về cho con nhảy dây. Dây này là lấy dây này lấy nhảy dây chắc lâu bức lắm á. Đây là một cái dàn sàn mà cái dàn sàn này là một cái dàn sàn cố định, nó nằm giữa đường ray. Đây là một cái dàn sàn, cái đường ray thẳng đứng, cái đường ray thẳng từ cái cỗ máy vận hành cho đến ra ngoài bực sông. Thì dàn sàn này nó nằm cố định trên đường ray này, và trên cái dàn sàn này sẽ có một cái dàn sàn khác. Dàn sàn khác nó sẽ có chức năng để đưa những con tàu đi băng ngang, trở về cái vị trí cơ ụ tàu. Dàn sàn đó là một cái dàn sàn lưu động, nó sẽ nằm trên những cái đường ray này, để sau khi kéo con tàu lên thì những cái dàn sàn di động đó nó sẽ vận hành ngang để đưa những con tàu đi theo đường xương cá để băng ngang, sắp xếp vào đúng cái vị trí từng con tàu lên ụ. Ở đằng xa mọi người có thấy con tàu nhựa màu xám hôm trước mình quay, bây giờ sơn màu lại rất là đẹp. Thì mình sẽ đi tới khu vực dàn sàn băng ngang. Thì dàn sàn băng ngang này đang được đưa vào trong bên dưới của mơ lường của tàu, bên dưới lăm cốt của tàu cá. Được đưa vào bên dưới lăm cốt của tàu cá và dùng đầu hơi để đẩy con tàu lên nằm trên dàn sàn này, dùng đầu hơi thủy lực
để đẩy con tàu lên để nằm trên giàn sàng này, và sau đó giàn sàng này sẽ đưa con tàu qua bên phía giàn sàng cố định lúc nãy, và từ giàn sàng cố định đó người ta sẽ trục cái giàn sàng cố định đi xuống phía dưới bờ sông và đưa con tàu xuống hạ thủy. Thì mình sẽ đi từ phía đầu của giàn sàng đến phía cuối giàn sàng để mọi người cảm nhận được cái giàn sàng này nó rộng cỡ nào. Đây, giàn sàng rất là lớn. Đây, mình đang ngồi ở phía một góc của giàn sàng và nhìn thẳng đằng xa kia. Thì giàn sàng này theo mình cảm nhận là không biết là nó rộng bao nhiêu mét, nhưng mà cái bờ sàng rất là to để đưa vào cơ dưới lâm cốt mơ lường của con tàu này. Sau đó người ta sẽ dùng đầu hơi thủy lực để đậu những con tàu này lên phía trên, trên những cái ụ đá này, họ lấy đá ra và sau đó thì đặt con tàu xuống nằm trên cái giàn sàng này và cơ cho con tàu nó một cách vững vàng, một cách an toàn nhất. Sau đó đưa giàn sàng này sẽ ra đúng cái vị trí nằm trên cái giàn sàng cố định ở ngoài kia, ở ngoài giữa đường ray, và sau đó họ trục cái giàn sàng phía bên dưới đi xuống tới sông. Thì con tàu lúc đó nó sẽ nổi lên phía bên trên giàn sàng và nó vận hành máy trên tàu để dây con tàu đi ra khỏi giàn sàng. Thì cách vận hành của một cái cỗ máy để kéo cái con tàu lên thì hình thức nó như vậy, và đưa con tàu xuống nước lại, hạ thủy lại, nó cũng cái hình thức kia như thế. Chúng ta thấy những cái bánh xe bằng sắt, những cái bánh xe bằng sắt để chịu lực. Đây, ở đằng kia là cái nhà máy mà vận hành cái cỗ máy để đưa những con tàu lên trên ụ và đưa những con tàu hạ thủy xuống lại. Thì ở đây có hai con đậu bằng thủy lực, thì mỗi con đậu này sẽ chịu được trọng lực 100 tấn, có nghĩa là hai con đậu này sẽ chịu được trọng lực 200 tấn. Ngoài ra còn có những cái con đậu khác để cùng hỗ trợ, để cùng này mình thấy có chị phụ nữ chạy vào trong cái bến kéo tàu. Bến kéo tàu này phụ nữ và trẻ em được ra vào thoải mái. Bến kéo tàu rộng lắm, mình sẽ đi tới cái khu vực ở các cái nhà kho, nhà xưởng ở đằng kia quay cho mọi người xem. Ở đằng kia là nhà máy nước đá của nằm trong khu vực bến kéo tàu luôn. Xe kia có những con tàu nhựa, những con tàu gỗ tầm 19 mét. Riêng các đường sàng trên đây dành cho những con tàu phải từ 22-23 mét trở lên. Trong này là một xưởng gỗ. Xưởng gỗ này thuộc của ụ tàu luôn. Xưởng gỗ này chắc có lẽ là rất là an toàn, bởi vì mình có thấy chữ an toàn để sản xuất nè. Đây có khối gỗ bằng cây gì đây lại ta, lấy chừng đá này. Xưởng gỗ và cơ khí, nhưng mà ở đây mình mới thấy xưởng gỗ chưa thấy cơ khí. Chú cha, con tàu hôm bữa mình, con tàu mô hình hôm bữa mình quay cho mọi người xem thì bữa nay nó được lắp kích rồi. Lật nhào con tàu xuống để lắp kích, chổng lâm cốt lên. Ai muốn mua con tàu mô hình này thì liên hệ mình nha. Mình sẽ liên hệ với anh chủ tàu. Tàu mô hình mà được lắp kích bài bản, tàu này gắn máy vô chạy sướng lắm. Thôi mình đi ra khỏi khu vực nhà gỗ, bởi vì cái nhà gỗ nó đều chữ an toàn như vậy cũng chưa biết là nó an toàn cỡ nào.
Đó, đây là toàn bộ đằng xe những cái cây kia cũng là thuộc khu vực của phụ tàu. Xe lắm, phụ tàu này cho mình đi mua chắc đi không hết. Thôi xin chào mọi người, mình xin được kết thúc cái video này tại đây. Làm sao có một cái điều gì hay ho hơn nữa mình sẽ mang lên để cho mọi người xem. Hẹn anh chị mình ở video tiếp theo. Mình sẽ quay những con tàu lớn với sức nặng hơn 150 tấn để cho anh chị chúng ta xem cái cách người ta hạ thủy những con tàu như thế nào. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.